Cao thủ chân tu Diệp Thiên, chương 2871 đến chương 2876. Khi cô ta ở thế giới loài người đã từng thấy không ít cao thủ cao xa vời vợi, sừng sững đứng trên đỉnh, nhưng không có người nào có khí phách giống như Diệp Thiên lúc này. Dù là Cự Phong Ma Vương, được coi là người không ai có thể chiến thắng, trong mắt cô ta cũng chưa từng khiến cô ta có loại kích động từ sâu trong tâm hồn như thế này. Giác quan thứ 6 của phụ nữ nói cho cô ta biết, người trẻ tuổi trước mắt này có một sức quyến rũ đặc biệt, khó mà diễn tả bằng lời, khiến người ta không nhịn được bị anh khuất phục. Anh nói là anh có thể chiến thắng Cự Phong Ma Vương, dẫn tôi rời khỏi hang ma phương Tây hay sao? Đến giờ phút này cô ta vẫn khó mà tin nổi, cẩn thận dè dặt hỏi. Đúng, Diệp Thiên trả lời, lời ít mà ý nhiều. Sau đó anh nâng bàn tay lên, chỉ về phía cung điện hùng vĩ dùng ngọc làm bậc thang, trôi nổi trong những đám mây ở phương xa kia. Đi thôi, dẫn tôi đến ma cung, gặp người được gọi là chúa tể Đông Ma vực này một lần. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên của Diệp Thiên, trong lòng người phụ nữ xinh đẹp thoáng hiện suy nghĩ đã may mắn. Có lẽ thanh niên trước mắt này thực sự có thể dẫn cô ta thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó, thoát khỏi Cự Phong Ma Vương đã khống chế cô ta 50 năm nay. Nghĩ đến đây, cô ta khẽ cắn bờ môi đỏ, trong lòng đã quyết định. Đi, tôi dẫn anh đến Ma Cung. Chính điện Ma Cung, một người đàn ông trung niên mặc áo dài xanh đang ngồi dựa vào ghế rồng tử kim. Khuôn mặt anh tuấn, hai mắt sắc bén như chim ưng, giống như có thể nhìn thấu tất cả. Bên dưới chính điện, một đám yêu thú ma vật ăn mặc quái dị đang khoanh tay đứng thẳng, trên mặt là thành kính và cung kính. Toàn thân ai nấy đều trào dâng ma khí, tản ra dao động sức mạnh to lớn, rõ ràng không phải hạng người tầm thường. Ma vương đại nhân, ma phi trở về rồi. Một yêu thú hoàng cấp mặc áo giáp vừa dày vừa nặng bỗng nhiên xuất hiện trước chính điện. Hắn ta chưa từng bước vào chân vào bên trong điện, chỉ đứng ở bên ngoài, khom người quỳ xuống lên tiếng báo cáo. Hắn ta là yêu thú hoàng cấp, nhưng ngay cả tư cách bước vào chính điện cũng không có. Rõ ràng những nhân vật có thể tiến vào bên trong điện đều là những nhân vật khủng bố biết nhường nào. Người đàn ông áo dài xanh ngồi trên ghế rồng hơi rũ mắt xuống, thản nhiên nói, có phải cô ta còn dẫn theo một con người hay không? Yêu thú hoàng cấp lập tức gật đầu. Người đàn ông áo xanh thấy vậy, trong mắt lộ ra vẻ trào phúng. Thú vị, đã 50 năm, Đông Ma vực tôi không có con người xuất hiện rồi. Mau, gọi Ma Phi đến chính điện gặp tôi. Yêu thú hoàng cấp đáp lại một tiếng dạ, rồi nhận mệnh lùi ra. Khoảng vài phút sau, một bóng người xuất hiện ở trước chính điện, chính là người phụ nữ xinh đẹp kia. Cô ta không hề xin phép hay hỏi thăm gì, trực tiếp bước vào trong điện. Mặc dù nơi sâu trong đáy mắt vẫn mang theo vẻ sợ hãi, nhưng lần này cô ta lại nhìn thẳng vào người đàn ông áo dài xanh, cũng không còn khúm núm như ngày xưa nữa. Cự Phong Ma Vương, khách muốn gặp đã đến. Giọng nói của cô ta mang theo mấy phần lạnh nhạt và chán ghét. Giọng điệu này lập tức khiến cho rất nhiều yêu thú ma vật trong điện quay đầu nhìn lại, đều lấy làm kinh ngạc. Ma Phi đã bị ma vương làm nhục đến mức gần như đánh mất tôn nghiêm, sao hôm nay lại thay đổi thái độ rồi chứ? Người đàn ông áo dài xanh giơ một tay chống cằm, nghe thấy xưng hô của người phụ nữ xinh đẹp với hắn ta, trong mắt lóe lên vẻ ác nhân. Mắt cười mà không phải cười nói, Ái Phi, vừa rồi bản vương có phải là nghe nhầm rồi hay không? Em gọi tôi là gì? Người phụ nữ xinh đẹp nhìn thẳng vào người đàn ông áo dài xanh, cũng không hề che giấu sự thù hận trong ánh mắt. Cô ta gần như không chút do dự lên tiếng, tôi gọi ông là Cự Phong Ma Vương, lần này ông nghe rõ chưa? Từ khoảnh khắc cô ta quyết định dẫn Diệp Thiên đến Ma Cung thì cô ta cũng đã quyết định. Cho dù cuối cùng Diệp Thiên có đánh lại Cự Phong Ma Vương hay không, cô ta cũng sẽ không nhân nhượng nữa. Thà chết đứng, cô ta cũng tuyệt đối
không muốn tiếp tục sống quỷ. Người đàn ông áo dài xanh chính là chủ nhân của Đông Ma Vực, Cự Phong Ma Vương. Hắn ta hơi nheo mắt lại, trong mắt đã lóe lên ánh sáng nguy hiểm, giọng điệu cũng lạnh giá hơn mấy phần. Xem ra, trong 50 năm nay, dốc lòng dạy dỗ em, bản vương vẫn còn quá nhân từ rồi. Từ hôm nay trở đi, bản vương sẽ càng thêm chú trọng cải tạo em, để đời này kiếp này em đều phải khuất phục dưới thân bản vương. Người phụ nữ xinh đẹp vừa nghe thấy vậy, chợt nhớ đến thủ đoạn biến thái, hệt như ma quỷ của Cự Phong Ma Vương. Lúc này cơ thể cô ta run lẩy bẩy, trong mắt lại dâng lên vẻ sợ hãi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một tiếng nói từ phía sau vang lên. Muốn cô ta khuất phục ông, chỉ sợ không có cơ hội rồi. Mọi người nhìn về phía tiếng nói, chỉ thấy một bóng hình thon dài thẳng tắp đang nhàn nhã bước vào bên trong, đứng ở trước người phụ nữ xinh đẹp kia. Anh duỗi tay về phía người phụ nữ xinh đẹp rồi ngăn cô ta lại ở sau lưng. Từ phút này trở đi, cô ta không còn là ma phi nữa. Cô ta, tôi bảo hộ chắc rồi. Giọng nói lanh lảnh và rõ ràng vang lên trong chính điện của ma cung. Cho dù là Cự Phong Ma Vương hay là đám ma vật yêu thú đi theo Cự Phong Ma Vương ở trong chính điện, tất cả đều ngớ người tại chỗ, biểu cảm trở nên cực kỳ cổ quái. Một người phụ nữ xinh đẹp cũng chớp nhẹ đôi mắt, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Cô ta từng nghĩ lần này dẫn Diệp Thiên tới ma cung đối mặt với Cự Phong Ma Vương, Diệp Thiên có thể sẽ từ từ mưu tính, tìm cơ hội đấu với hắn tới cùng. Thế nhưng lại không ngờ rằng Diệp Thiên vậy mà lại dùng cách thức như vậy để nói chuyện với Cự Phong Ma Vương, đi thẳng vào vấn đề như vậy. Trước mặt những nòng cốt của Đông Ma Vực cùng với chủ của Đông Ma Vực, Diệp Thiên lại ung dung, nhàn nhã, cứ như là đang ở địa bàn nhà mình, có vẻ như hoàn toàn chưa từng để đám thú vật yêu ma rất nhiều cường hãn trước mắt này vào trong mắt. Đây là điều mà bình sinh cô ta rất ít khi nhìn thấy. Chỉ với việc miệt thị một phần phong thái lỗi lạc liên quan đến sự tồn tại của Cự Phong Ma Vương này, cô ta liền đã cảm thấy, cho dù bản thân có chết ở trên chính điện của ma cung này, cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ hối hận vì lựa chọn dẫn Diệp Thiên tới ma cung. Diệp Thiên vươn một tay ra, chặn ở người phụ nữ ra sau lưng mình. Cùng với lời anh vừa nói, bầu không khí ở bên trong đại sảnh bỗng nhiên nghẹn lại, chìm vào trong sự im lặng ngắn ngủi. Một lúc sau, dường như không hẹn mà gặp, rất nhiều yêu thú ma vật ở bên trong chính điện đồng thời bật cười lớn thành tiếng. Tiếng cười kết thành một khối như muốn lật tung trần nhà chính điện của ma cung. Rất nhiều yêu thú ma vật thậm chí còn không nhịn được ôm bụng cười, trong biểu cảm nhìn về phía Diệp Thiên khó giấu được sự khinh thường và giễu cợt. Mà bản thân Cự Phong Ma Vương cũng là nét mặt tươi cười, khóe miệng lộ ra một vòng cung tà mị. Hắn tin chắc rằng đây là một tên loài người ngu ngốc nhất mà mình từng gặp ở hang ma phương Tây gần 1000 năm nay. Dừng lại một chút, hắn cười lại một tiếng, giọng điệu giễu cợt. Loài người kia, cậu có biết đây là nơi nào hay không? Nói xong, hắn giơ ngón tay chỉ về phía người phụ nữ xinh đẹp. Đây là phi tử của bổn vương. Từ khi nàng xuất hiện ở hang ma phương Tây tính đến nay, nàng đã đi theo bổn vương được 50 năm rồi. Cậu chẳng qua chỉ là mới lần đầu tiên đặt chân đến Đông Ma Vực, vậy mà vừa mở miệng ra liền muốn giữ lấy nàng ấy lại. Tôi lại rất muốn biết cậu lấy ra đâu ra tự tin và dũng cảm đó chứ. Chẳng lẽ chỉ bởi vì hai người đều cùng là người nhân loại hay sao? Diệp Thiên đứng thẳng người, đối mặt với giọng điệu trêu chọc của Cự Phong Ma Vương, anh chậm rãi thu tay lại, nhưng biểu cảm lại không chút thay đổi. Ông nói đúng đó, chính bởi vì cô ta và tôi đều là con người, cho nên tôi muốn giữ cô ta lại. Ánh mắt anh sáng rực, tựa như là thanh kiếm sắc bén, nhìn thẳng về phía Cự Phong Ma Vương. Tôi còn đang vội, cho nên sẽ không phí lời nữa. Hôm nay tôi tới Đông Ma Vực là muốn tìm ông để lấy một món đồ. Ông đưa cho tôi thứ tôi muốn, sau đó để tôi dẫn cô ta đi.
thì giữa tôi và ông liền có thể miễn được một trận chiến. Ông có thể an tâm tiếp tục làm chủ của Đông Ma Vực của ông. Ý ông thế nào? Cự Phong Ma Vương nghe thấy vậy, biểu cảm trên mặt hắn trở nên cực kỳ vi diệu. Nói như vậy, cậu đều đã nghĩ xong xuôi mọi chuyện cho tôi hết cả rồi sao? Khóe miệng hắn nhếch lên, nụ cười càng lúc càng hiện rõ. Không biết cậu muốn thứ gì ở tôi? Cự Phong Ma Vương giờ phút này, mặc dù nét mặt tươi cười, thế nhưng là giống như mèo đang vờn chuột. Dưới bộ mặt đang tươi cười ẩn giấu một bộ mặt thực sự vô cùng nguy hiểm và đáng sợ. Mà Diệp Thiên trong mắt hắn chính là con chuột mà hắn có thể nhào nặn. Đợi tới lúc hắn mất hết kiên nhẫn, cũng chính là Diệp Thiên bị hắn tiêu diệt. Mà thân là thuộc hạ của Cự Phong Ma Vương, rất nhiều yêu thú ma vật ở trong chính điện đều đang nhìn Diệp Thiên với vẻ cười mà như không cười. Vẻ mặt của tên nào tên nấy đều rất khó coi, sớm đã coi Diệp Thiên như là người đã chết rồi. Khoảnh khắc Diệp Thiên bước chân vào trong ma cung, trong mắt bọn hắn, kết cục của anh đã được chú định. Mà chính vào lúc tất cả cường giả trong ma cung đều đang bỡn cợt Diệp Thiên, một câu nói của Diệp Thiên lập tức phá vỡ sự cân bằng mong manh này, khiến toàn bộ chính điện lập tức chấn động. Tôi muốn một trong bốn phần ma như ý kia trong tay ông. Giọng nói của Diệp Thiên vang vọng trong chính điện. Cho dù là Cự Phong Ma Vương hay là người phụ nữ xinh đẹp đã dẫn Diệp Thiên tới đây, trên mặt đều hiện lên vẻ ngưng trọng. Ma như ý sao? Người phụ nữ xinh đẹp kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, chỉ cảm thấy giờ phút này hô hấp đều như đang muốn ngừng lại. Cô ta có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới thứ đồ mà Diệp Thiên muốn lấy từ Cự Phong Ma Vương lại sẽ là ma như ý. Toàn bộ đám yêu thú ma vật trong chính điện lúc này đều im bặt, sau đó từng ánh mắt đều đổ dồn về phía Cự Phong Ma Vương. Chỉ cảm thấy một trận bão tố khó mà diễn tả được đang sắp ập tới. Bọn hắn biết quá rõ ma như ý đối với Cự Phong Ma Vương đại diện cho thứ gì. Đó chính là nguồn gốc sức mạnh của Cự Phong Ma Vương, là nơi tập trung tất cả uy lực thần túy, có thể nói là điểm yếu chí mạng trong số các điểm yếu chí mạng của Cự Phong Ma Vương, thậm chí còn quan trọng hơn cả mạng sống của hắn. Diệt Thiên vậy mà mở mồm ra liền muốn ma như ý. Đây đã không đơn giản chỉ là tìm đường chết nữa rồi. Đúng như dự đoán, Cự Phong Ma Vương vốn đang mang vẻ mặt tươi cười ngay lập tức sa sầm xuống, băng giá trên mặt như sắp ngưng tụ, sát khí trong ánh mắt của hắn cũng lộ ra. Sức mạnh chấn động cường hãn từ sâu bên trong hắn tràn ra. Toàn ma cung lúc này rung chuyển kịch liệt, tựa như là có sức mạnh từ trên trời giáng xuống. Khoảnh khắc này, hắn đã mất hết kiên nhẫn, cũng không còn một chút tâm tư trêu đùa với Diệp Thiên nữa, chỉ giơ lòng bàn tay lên, hạ lệnh một tiếng. Bốn hùng tướng nghe lệnh, bắt lấy tên này, ném vào trong ma trì để cho hắn tận hưởng nỗi thống khổ bị vạn ma cắn nuốt trái tim. Ta muốn hắn muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong. Nghe được lời này của Cự Phong Ma Vương, mặt của người phụ nữ xinh đẹp lập tức biến sắc, đồng tử cũng đột nhiên co rút lại. Ma trì này chính là do ma thủy độc nhất vô nhị của hang ma phương Tây hóa thành. Một khi bước vào bên trong, cho dù là rất nhiều yêu thú ma vật lấy ma khí để tẩm bổ, cũng không thể chịu đựng được loại thống khổ đau thấu xương tủy đó. Còn nếu như là con người bước vào trong đó, thì mỗi giây, mỗi phút đều sẽ giống như phải chịu nỗi đau bị lăn trì của ngàn vạn nhát đau. Thủ đoạn của Cự Phong Ma Vương từ trước đến nay tàn bạo, tàn nhẫn. 50 năm qua, lăn nhục, đánh đập cô ta cũng chưa bao giờ dùng ma trì để đối phó với cô ta. Mà hiện giờ, Cự Phong Ma Vương lại muốn ném Diệp Thiên vào bên trong ma trì. Có thể thấy Diệp Thiên đã khiến Cự Phong Ma Vương thực sự nổi giận. Trong lòng cô ta đang vô cùng bàng hoàng. Bốn cái bóng từ trong đám yêu thú ma vật trong chính điện bước ra. Mỗi một cái bóng đều mặc chiến giáp đen, uy phong lẫm liệt, lộ ra vẻ cường tráng và quyền lực. Cô ta nhìn một cái liền nhận ra đây là bốn đại hung tướng thuộc hạ của Cự Phong Ma Vương. Mỗi một tên ở trong hang ma phương Tây đều có uy danh hiển hách,
tu vi đều ở cảnh giới sử thi cấp tướng. Cách cũng chỉ cách cảnh giới sử thi cấp lãnh chúa có một bước. Ngày thường, Cự Phong Ma Vương rất ít khi điều động sử dụng bốn đại hùng tướng này. Mà hiện giờ chỉ vì một tên Diệp Thiên, hắn lại sai bốn đại hùng tướng đồng loạt ra tay. Có thể thấy hắn đã hận Diệp Thiên đến tận xương tủy, không chừa lại chút đường lui nào. Cẩn thận, bọn chúng là... Cô ta nhìn về phía Diệp Thiên, hét lên trong vô thức. Nhưng bốn chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra, thì trước mắt đã xuất hiện một cảnh tượng khiến cô ta vô cùng kinh hãi, khó mà lý giải được. Chỉ thấy khoảnh khắc bốn đại hung tướng xuất hiện, Diệp Thiên chỉ tiến lên một bước, búng ngón tay. Khoảnh khắc tiếp theo, bốn đạo huyết tiễn đồng loạt bắn ra, bốn cái đầu ma vật lăn trên mặt đất. Bên trong chính điện, chìm vào trong sự yên ắng, bốn đại hung tướng trong cùng một lúc, đầu một nơi, thân một nẻo, mọi cơ hội sống sót đều bị cắt đứt. Giờ phút này, ngay cả bản thân Cự Phong Ma Vương cũng bật đứng lên, trong lòng vô cùng kinh hãi. Mà Diệp Thiên, trên mặt không chút gợn sóng, dường như đã làm xong một chuyện bé nhỏ không đáng kể, chỉ thản nhiên nói: cơ hội cuối cùng, giao ra mà như ý. Nếu như ông từ chối, thì hôm nay tôi không ngại cho toàn Đông Ma Vực tắm máu đâu. Giao ma ý ra, giao ma như ý ra. Giọng nói của Diệp Thiên vang khắp ma cung, khiến cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Bọn hắn vẫn còn đang nhớ lại cảnh tượng máu phun xối xả nơi cổ của tứ đại hung tướng. Tứ đại hung tướng đại diện cho chiến lực cao nhất của Cự Phong Ma Vương trong Đông Ma Vực đều đã địa đầu lìa khỏi cổ, chết trong tích tắc. Cảnh tượng kinh dị và khủng khiếp đó đập vào mắt những kẻ khác trong cung điện, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy như một cú sốc cực lớn. Bọn hắn tái mặt. Tứ đại hung tướng đều là cảnh giới sử thi mà lại chết một cách dễ dàng như vậy hay sao? Vô số ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Thiên. Lúc này vẻ chế nhạo và khinh thường dành cho anh đã được thay thế bằng nỗi kinh sợ. Khoảnh khắc này, tất cả yêu ma quái vật trong cung điện đều phản ứng lại. Con người đột nhiên tìm tới nơi này không phải là con mèo mà bọn họ có thể tùy ý sỉ nhục, mà là một Long Vương tiền sử vô cùng khủng khiếp. Hóa ra cậu mạnh đến như vậy sao? Cô gái xinh đẹp khẽ dao động đôi mắt. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy Diệp Thiên ra tay, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ Diệp Thiên ra tay như thế nào thì đã thấy tứ đại hung thần bị giết chết rồi. Thực lực này có thể nói là vượt qua cả cảnh giới sử thi cấp tướng nữa. Cảnh giới sử thi cấp lãnh chúa sao? Cô ta khẽ dao động đôi mắt, chỉ cảm thấy niềm vui mà Diệp Thiên mang tới cho cô ta quá lớn. Cô ta thực sự không ngờ, sau 50 năm, lần đầu tiên cô ta gặp một con người lại có sức mạnh siêu cấp như vậy. Nếu như Diệp Thiên thực sự là một người thuộc cảnh giới sử thi cấp lãnh chúa, thì đủ khả năng chống lại Cự Phong Ma Vương. Không biết chừng Diệp Thiên có thể thực sự đưa cô ta rời khỏi hang ma phương Tây. Còn Cự Phong Ma Vương sau khi tỏ ra kinh ngạc thì đôi mắt tối sầm xuống. Hắn không còn khinh thường Diệp Thiên như trước đó nữa. Đôi mắt hắn khẽ nheo lại. Lần đầu tiên hắn nhìn trực diện kẻ địch. Thật không ngờ, bao năm qua không có một người nào dám xuất hiện. Bây giờ lại xuất hiện một kẻ, lại là kẻ hàng đầu của thế giới trần tục. Trước đó có vẻ như là tôi đã nhìn nhầm rồi. Chỉ là cách hành sự của các hạ có phải là hơi ngông cuồng quá không thế? Nói tới đây, hắn chuyển giọng mang theo sát ý trỗi dậy. Ma như ý là pháp bảo của bổn vương. Hôm nay, cậu không chỉ xông vào Đông Ma Vực mà còn tìm tôi đòi ma như ý, lại còn đòi tắm máu cả Đông Ma Vực của tôi. Lẽ nào cậu tưởng rằng được gọi là anh hùng ở thế giới loài người thì có thể thích làm gì thì làm ở hang ma phương Tây hay sao? Cậu coi Đông Ma Vực của tôi là hoa viên, thích đến thì đến, thích lấy gì thì lấy cái đó hay sao? Con người kia, cậu ngông cuồng quá rồi đấy. Cùng với tiếng quát vang lên thì ma khí cũng trỗi dậy và phóng ra từ đầu hắn, tạo thành một chưởng ma màu đen với khí đen chồng chất lớp lớp bao trùm
cả thế giới hắc ám của ma cung và ập thẳng về phía Dịch Thiên. Cự Pha Ma Vương uy nghiêm khắp hang ma phương Tây và là bá chủ thiên hạ. Khắp hang ma phương Tây này, người thực sự có sức mạnh tương đương với hắn cũng chỉ có ba đại ma vương còn lại mà thôi. Dù có là sáu yêu điện thì cũng vẫn yếu hơn hắn. Mặc dù Diệt Thiên sở hữu thực lực sử thi cấp lãnh chúa, nhưng hắn có cái gì phải sợ chứ? Khi xưa, người đã tới cảnh giới sử thi lãnh chúa, từ tầng thứ hai lên tới tầng thứ nhất đã bị chính hắn đích thân giết chết. Cùng là cảnh giới sử thi lãnh chúa, nhưng hắn sở hữu tự tin vô địch mà kẻ khác không có. Bởi vì hắn được tạo ra từ ma khí, chỉ cần có ma như ý trong tay thì hắn không hề sợ bất kỳ đối thủ nào và cũng không một ai có thể địch được hắn. Diệp Thiên tới Đông Ma Vực, mở miệng ra là đòi ma như ý, khiến hắn đã sớm ghim vào trong bụng. Hắn muốn con người quá tự cao, tự đại này bị giữ ở lại đây, vĩnh viễn. Cô gái xinh đẹp đứng phía sau Diệp Thiên chỉ cảm thấy sức mạnh cuồng bạo từ phía trước ập tới. Cảm giác này chỉ cần cô ta tiếp xúc thôi là cũng cảm thấy như muốn bị ép nát. Dưới áp lực này, đôi chân cô ta đứng không vững nữa, bèn ngã xuống. Vào lúc này, một bàn tay với những ngón tay dài vươn lấy, đỡ lấy eo cô gái. Cô ta ngước nhìn lên thì thấy Diệp Thiên với vẻ mặt bình thản đang đứng bên cạnh mình. Nhìn khuôn mặt tuấn tú vô song của Diệp Thiên, một cảm giác khác lạ đột nhiên dấy lên trong lòng cô ta. Dường như người thanh niên đứng bên cạnh này có thể xoay chuyển càn khôn với năng lực đủ để hủy diệt mọi thứ. Hết. Bây giờ tớ vừa ăn vừa xuất pha cho mọi người nghe.